Xin chào tất cả anh em. Vâng, ai chơi RF anh em ơi. Đặt tên là Mắt Thâm. Đấy, chơi game nhiều quá Mắt Thâm anh em ơi. Ok, vào. Tạo nhân vật mới luôn. Đây, khi vào là chúng ta sẽ có lệnh thôi. Xin là xin búp cái nhỉ. Xin búp. Ok, cái gì đây? Xin búp. Rồi, đứng ở đây, đứng đây, đứng đây cho đẹp trai này. Đầu tiên có lệnh đi. Tân thủ. Enter. Đấy, được set đồ luôn anh em ơi. Có cả gấu này. Rồi, có lệnh nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Enter. À, enter cái nữa không được anh em ơi. RF chỉ cần làm một nhiệm vụ thôi. Theo wing này được không được này. Ring pen này. Vũ khí không được. Set đồ cũng không được anh em ơi. Bây giờ là đi anh đánh quái thôi này. Cộng điểm được, cộng điểm quên. Đấy, chơi trước chơi sau chúng ta là 50.000 point này. Sức mạnh con này à. Cái này cộng vào 15.000 đi nhỉ. 15.000. Ok này, chuột phải đây này. Để 15.000 đi. Ok này. Để được để 15.000 đi. Và năng lượng cộng 5.000. 5, 1, 2, 3 84 à. 5, 8, 4 à. Enter. Chuyệt toài. Hôm nào kia ông Phàng ơi. Tôi vừa mới cộng điểm xong. Khét lắm anh em ạ. Khét lắm, còn 20 điểm này, cộng cốt vào năng lượng đây. Rồi. Bây giờ chúng ta đi mua skill của RF. Đây, tiến ra đây nha ơi. Cô bé quàng khăn đỏ này. Ở đây bán này. Hay hoặc là anh em bay qua luôn map Noria nha ơi, cho nó dễ. Đây, qua bên này. Gặp cô bé bán diêm. Mua một cái ba lô này, hai cái ba lô này. Bắt đầu mua skill RF. Đây rồi, vật ngã này. Ảo ảnh liên hoàn này. Gầm thét này. Hơi thở rồng này, xuyên thấu này, tăng thể lực này, sách hộ thân này. Level anh em ơi. Thằng này phải dùng level mới học được skill. Chưa học được cái gì luôn. Chưa học được cái gì nha ạ. Tôi xin phép là ăn hai cái túi này để chúng ta mở rộng ba lô thôi. Đây. Đấy, giờ thay đổi nhân vật thôi. Cho lại nhân vật là được. Rồi chúng ta vào lại. Đây V này, K này, đấy, được hai thùng đồ mở rộng anh em ơi. Chưa học được skill nào cả. Thôi ra đây vã tay không vậy. F10 này zoom lên anh em ơi. Khóa lại. Đấy, F10 là bật tắt camera. Nhưng hoặc anh em tích vào đây này à, có cái camera này, này. Biểu tượng camera là zoom ra zoom vào. Lăn chuột thôi. Chưa được cái nào. Chưa được cái nào. Chưa được cái nào. Chưa được cái nào. Đây bao nhiêu đây? 22 rồi. Vã đi vã đi. Không công nào tân thủ à. PT à. Sự kiện rồng đỏ sẽ bắt đầu trong vòng 4 phút. Chúc mừng Dream 91 đã nâng cấp mũ trí tôn lên cộng 11. Đấy, anh em vẫn đang xoay đồ anh em ơi. Vã đây, vã đây. Xoáy người chưa, xoáy người chưa. 48 rồi này. 8 giờ lên được Alan S này. Đấy, lại đông vui anh em ơi. Alan S này, chỗ này là chuẩn bị đi bót nhẹ lên nơi rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ ra đây để đi phòng quái. Nhường các đại ca đi săn bót. Còn mình bây giờ đang đi cày level thôi. Chưa được cái gì, chưa được cái gì, chưa được cái gì. Chưa được cái gì ạ? À? Đeo được gì chưa? Ring chưa đeo được. Pen chưa đeo được. À con sói này. Sói đeo rồi này. Đấy. 345.000 máu anh em ơi. Vã được luôn gì nữa. Công nào ra đây kéo PT tôi với nào. Lướt lướt anh em mà. Chiêu này là chiêu lướt của RF này. DK cũng có chiêu lướt. Lướt lướt lướt. 81 như này. Thế nào có skin được chưa nhỉ? Chưa có skin nào. Đây rồi, được cái hộ thân rồi. Ôi, được cái hộ thân anh em ơi. Cũng được. Bây giờ vẫn là dùng chiêu này thôi. Đấm 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 tiếp. Xem này. Con này là level 120 này. Con này level 150 này. Ảo ảnh liên hoàn là 180. Gầm thét là 150. Hơi thở rồng là 200. Như vậy bây giờ là phải cày lên level 120 anh em ơi. Level 120. 93 rồi này. Và đây, và đây, và đây. Quái đông lắm anh em ơi. Có khi đứng ở đây cày lên level 400 rồi đấy. Level 400. Level 400. Đấy, khi vừa vào phát là chúng ta được set tân thủ đấy luôn này. À, đi cày thôi. Cày ngọc. Đi săn bot ok. 120 chưa? Đấy, 120 rồi. Hơi thở rồng được phần nào. Cái gì đây? Ui rồi, đây là búp anh em ơi, vẫn là búp thôi. Ôi xin phép đánh tiếp. Quánh tiếp, quánh tiếp.
xem là level tiếp theo là bao nhiêu đây. 150. 150 anh em ơi. Cố lên, cố. 130 rồi này. Đây quả đi đánh tay không đây anh em ơi. Kẹp chuột là phím N này. N là kẹp chuột, thôi. Thì đổi cây S bằng cây DK có S. Đấy anh em là đi đổi đồ rồi. Ai thích đổi sang cây gì thì PM nhau đi đổi. Đấm. Thì kia giờ không còn rồng vàng nữa hả mọi người. Ui, vàng nó đầm ầm nên là phím H lên đây này. Rồng vàng đây này. Bót vàng còn 5 phút nữa bạn ơi. Đây này. Chưa đến giờ. Em mơ chưa? Ủa sao 560 rồi này em ơi. Học. Đây rồi. Ai à, cái này là không lại không có vũ khí em ơi. Phải về vũ khí, phải về mua vũ khí nào. Về Indonesia mua vũ khí em ơi. Về đây. Phải mua vũ khí thì mới sử dụng được cái skill này. Đây, về thợ rèn anh em ơi. Về thợ rèn, đây. Làm 2 cái đấm luôn. Mua luôn. Xong chưa? Đấy, có skill ngay. Skill đây là gầm thét này, ok này. Ui, dùng mỗi chiêu gầm thét thôi anh em ơi. Giờ lên Ananet đi. Đánh ở Ananet thôi. Không có đánh nhiều. Ui, sửa đồng này. Xin phép là xoay đồ người anh em mấy cái nào. Chuột phải này, xem trang bị này. Đấy. Xét đồng đỏ anh em ơi. Hai giống X. Đấy, anh em muốn xem đồ người ta, đồ top 1 như nào anh em chuột phải nhá. Này, giữ an này. Này, giữ an này, chuột phải vào đây này, chuột phải vào người này. Xem trang bị thôi là chúng ta biết được cái đồ của người đấy người ta mặc như nào. Đây đang là đồ top 1 hiện tại anh em ơi. Đấy. Ok. Thôi nhiệm vụ của mình bây giờ là đi cày tiếp anh em ơi. Đây, chiều này. Ui, quái đông lắm anh em ơi. Quái đông lắm, xin phép luôn, xin phép. Đấm luôn. Đây bao nhiêu rồi, 175 rồi này. Thử sang bãi này có. Có mấy bãi cơ mà. Con cá này mày đi đâu. Đây này, ui, bên này cũng đông này. Bên này cũng đông này. Bên này cũng đông này. Quánh đây. Ui, xin phép là level 200 rồi anh em ạ. Đập mấy cái lên 200 luôn rồi. Quá nhanh luôn. Chứ còn skill học lốt nào. Ây, ảo ảnh liên hoàn anh em ơi. Bây giờ chúng ta cùng gõ skill thôi. Đầu tiên đó là chiêu gầm thét này. Chiêu số 2 là ảo ảnh liên hoàn này. Chiêu số 3 là búp. Búp xuyên thấu này. Búp. Và búp. Búp cho đẹp. Búp gợi đấm này. Búp gợi đấm này. Rồi búp phân nữa nhỉ. 4 này. 5 này. Ảo liên hoàn. Chiêu này đánh không bằng cái chiêu đập đất anh em ơi. Đập đất rung chuyển màn hình luôn đấy. Rung chuyển màn hình. Sự kiện bót vàng sẽ bắt đầu trong khoảng 3 phút. Đi chuyến bót vàng anh em ơi. Ôi anh em đang ăn đồng đỏ kìa. Tôi đã ăn thì tôi mặc cái đồ đã. Thì tôi mới đi ấy được. Đi săn bót được. Săn bót. Ôi đây có bãi này. Cá nhiều nhúng nhúc anh em ơi. Ôi dồi ôi, đi đâu xa. Đúng đây được này. 253 rồi. Mặc được cái gì chưa? Ring pen này mặc được rồi này. Quần áo chưa anh em. Quần áo level 400. Chắc tầm khoảng 350 level là mặc được rồi. 350 level là mặc được rồi. Tiếp. Đấm tiếp. Thế nào, Blood đi chưa? Blood còn 10... Ô, David à, Quảng Trường Quỷ này. Quảng Trường Quỷ còn 11 phút nữa anh em ơi. Rồi, để đi Quảng Trường Quỷ. Vã luôn. Gì kia, đồ này. Xong nào, tăng cái gì nhanh như kia. Rồi. Sự kiện rồng vàng bắt đầu 2 phút. Vẫn 2 phút anh em ơi, giờ lên Arena xem nào. Ông nào PT tôi với nè. Đấy, zoom lại tí anh em ơi, cho nhìn quen mắt. Mình quen tầm zoom tầm này. Anh em ơi, PT. Đây là có người rồi. Tạo nhóm đây. PT với. Châu nước ơi. Máy lớp ơi, tạo nhóm. Ủa mấy ông này lại cắm chuột rồi. PT với anh em ơi. Chết ạ.
Tôi đi về đầu kia anh em ơi. Đi về đầu bên này vậy. Anh em cắm chuột rồi. Tôi vẫn đang bem nhau ông nào đây. Chấm đi qua nhá, chấm đi đi farm quái rồi. Đúng rồi. Này không ai đánh này. Chỗ này không ai đánh này, đánh nhưng mà chết anh em ơi, có người kéo. Đấy, lấy một cày đấy anh em, bước cày ở map ạ. Đây rồi. Thằng nhóm PT. PT với mà. Chưa vào đã chết rồi. Ông này ông nhạy cảm quá anh em ạ, nhạy cảm quá. Vào phát động vã chết toài rồi. PT với anh MG ơi, MG tên là gì kia? Sino 2. PT với. Anh nghĩ là để tôi PT bạn ơi. Bạn cũng hơi bị dã man đấy. Anh đây, vào PT đi. PT với. Ui dồi, một quả rơi kìa anh em ơi. PT đi người anh em. PT đi. Không ai PT, thoát PT cũ ra này, tôi PT với tôi. Được rồi. Đây. Nhóm. PT với. PT đi kìa. Ôi giời, ông này đứng ở góc đây này. Rồi, không PT rồi anh em ơi. PT tôi tự đi cày đây. Tôi tự đi cày, tôi không cần nhiều. Tự đấm tự cày. Thì ông kia ông đi choáng à, ông đánh tôi xong rồi ông đứng nghiêm thế. Xem đồ nè. Kìa, ui dồi, quái đông quá này. Tạo nhóm. À đây rồi. Thoát bên này đấy. Đấy, đánh đi. Đúng rồi, hai anh em cùng đánh cho nhanh. Ra đây. Mặt được gì chưa? Cái mặt cái gì anh em ơi? Ủa đi theo. Vũ khí chưa đặt được này. Đấy. Bây giờ xin phép là dùng auto này. Anh em tích vào phím cà lê này. Phạm vi tăng lên. Hoặc là phím Z cái bàn phím nha anh em nhá. Tấn công xung quanh này để 5 giây quay lại. Skin cơ bản này, cho nó gầm thét. Bút này, 1 bút, 2 bút, 3 bút, kích hoạt vào bút này. Tuấn lưu, đây là xong auto. Đấy, để ta đấm cái cho nó lông vũ này. Từ đó, lông vũ. Ủa, 319 này. Tiếp tục anh em ơi, phím Z thì bàn phím này. Bây giờ chúng ta sang phần nhận được này. Tăng phạm vi lên cho nó mắc ping em ơi. Sửa chữa vật phẩm này. Lựa chọn vật phẩm tích vào đây này, nhặt ngọc này, nhặt đồ hoàn hảo này, thêm item bổ sung tích vào đây này, đánh từ lông vũ à, là cách và lông vũ này, sô cô la ét xì viết hoa này, rồi là hộp cách qua cách vàng này, rồi thì tổ chết rồi không lưu rồi, lại anh em ơi tích vào cờ lê lại ngay chưa lưu, à, tăng lại đây 8 này. Nhặt ngọc này, nhặt đồ hoàn hảo này, thêm item bổ sung vào đây này. Đánh từ huy này, thêm lông cách vũ, thêm lông cách vũ viết hoa. Đấy, cái thêm một là cho chắc anh em ơi. Hộp cách quà cách vàng, thêm sô cô la ép xì viết hoa anh em ơi. Tiếp hộp quà bạc à, hộp cách quà cách bạc, rồi ấn lưu ấn play. Thế là xong, gầm thét luôn, vã luôn đấy, đấm luôn anh em ơi. Tự đi nhặt đồ đây, đi nhặt cho tao cái, có gì mà nhặt hết cho tao. Linh hồn con đo kìa, chết có linh hồn con đo anh em mà chưa nhặt được, chưa nhặt được. Thử thêm vẫn chưa thêm này, con đo thêm lưu ấn thơm. Đấy, nhặt linh hồn con đo luôn anh em ơi. Rồi, để chuột đây thôi. Level 377 cho anh em ơi. Đấy, nhặt được hộp quà vàng này, nhặt được ballet này, huy chương vàng này. Nhìn có ông nào đây xong nhỉ? PT. Đâu ông ép rồi. Ép đâu, đây, bạn ơi vào đây. Vào đây. Tạo nhóm. Vào đây. Ra đây, PT phải ra đây. Vào đây, PT cho nhanh nào. Cho nhanh luôn. Đâu rồi, bạn đâu rồi? Vào đây. Vào đây. Level 398 rồi anh em ơi. Chuẩn bị bắt 400 rồi. Lên đây. Đánh tự vã thôi anh em ơi. 399 rồi.
nháy thôi, một nháy thôi. Rồi 400. Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cày Master anh em ơi. Sau khi đặt level 400 là chúng ta sẽ chuyển qua cày level Master đây này, được cái 30% này. Đấy, đang nhảy lên rồi. Chúng ta nhận được gì đây? Ui, huy chương vàng này, ngọc này. Bây giờ chúng ta sẽ chạy ra đây, nhắm huy chương vàng anh em ơi. Huy chương vàng này, Black đây. Tiền rồi. Đấy, Ngọc Quốc Nguyện anh em ơi. Đấy, mình xin này, Ngọc Quốc Nguyện. Ballet vừa ra tiền rồi. Vã tiếp anh em ơi, cày tiếp thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mặc đồ đây anh em ơi. Level 400 mặc ok rồi này. Bỏ cái nắm đấm xuống này. Áo huyết long này, quần huyết long, chân này, hai cái vũ khí này, mũ này. Như vậy là ok rồi, full set đồ. Anh em thích cày nhanh thì dùng gấu này. Không muốn nó mạnh thì chúng ta sẽ dùng các con sói con này thôi. Đồ tuân thủ hết anh em ơi. Sự kiện Medusa bắt đầu anh em ơi. Về ăn nhanh đớp. Không Medusa rồi, đây rồi. Medusa. Chuyến. Chuyến nhanh không anh em ăn hết bây giờ. Gì kia, lớp U1 à. Các ông kia đang đi siêu bot điện anh em ơi. Ăn đẫm rồi. Tôi xin phép làm con Medusa cho ấm bụng thế nào. Medusa này đâu rồi? Kia Sukutech sát hại dã man nhạc. Giờ kinh sát hại dã man sống về demo. Đội đi chạy ngược chạy xuôi thế này thì không ăn thua rồi. Có người nhưng mà có người. Chuen. Đâu Medusa đâu? Đây rồi, đây Medusa. Chuen anh em ơi, chuen. Kiếm hộp có được đánh anh em ơi. Ô, con hàng nào kia, nó giết tôi rồi, gần ăn chết anh em ơi, gần ăn thì nó giết tôi rồi, hỏng rồi. Ôi, xin phép là chuyển sang ác mắc binh em ơi. Vào luôn, xem có gì nào. À, thiếu bình em ơi, xem còn bao nhiêu đây. Còn 29 giây nữa là đi ấy này. Ờ, về đi mua skill nhanh. Này, chương skill này. Mua nhanh skill. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X đây này, thuê cái nhẫn xương em ơi, nhanh. Rồi sang Alanet nhanh. Alanet vào. Ui dồi, đồng rồi. Phim gì tắt người. Đúng rồi. Hãy quay lại sau 5 phút này. Đây, vào rồi, mày qua anh em. Ui đồng quá này. Ôi trời ơi, tôi vào được rồi. Ôi tôi vào được rồi anh em ơi. Tôi vào được rồi. Xin phép nó tắt người ấy nhỉ. Kiếm gì tắt người. Gì cũng lag anh em. Lag quá. Máy yếu quá anh em ơi. Tắt người. Cho nó ít chứ, ít người cái nhỉ. Đây. Tắt người. Ra đây. Ra đây tắt người. Vào đây để học skill anh em ơi. Đồng quá, lag. Nào học skill nào. Đấy, can chôn một được gì đây. Vâng, xin phép là nhân vật này sẽ cộng là mắc thể lực anh em nhé. Mắc thể lực để đi đấm thôi. Đây, can chôn 1 này. Can chôn 2 là gì? Ảo liên hòa này. Can chôn 3 là hộ thân này. Can chôn 4 là búp xuyên giáp này. Can chôn 5 này hộ thể này. Ok, giờ con game này không cần, nó không bán máu anh em ơi, do vậy không cần mua máu. Thay cái ring này bằng cái ring xương. Rồi. Yo man. Bot nhẹ đóng cửa trong 4 phút và anh em nó vào đông như này rồi. Xin phép là boop. Boop và boop. Đây rồi. Xa tao ra. Ủa choáng. Choáng dính băng, dính băng không đi được. Không nào bắn đây. Ông ép kia, ông bắn tôi băng à. Ép ơi. Ủa bắn chết toài. Một ở gì kia. I love VN sát hại dã man mắt bão anh em ơi. Đồng quá. Tí đến giờ săn bot là phải tắt người anh em ơi. Tắt người. Đây này, cáo kiếp. Đấy, chỗ này tầm khoảng...
10 người, 6 7 người thì không lag anh em ơi. Chứ tôi khoảng tầm 50 người đứng một chỗ là lag lắm. Đấy, chỗ này ôm ok này. PK được này, PK được này, PK được này. PK. Ôi giời, tôi chưa cộng master thế nào anh em ơi, chưa cộng master, chưa cộng master. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Giờ này, giờ này. Phím A lên này. Chưa cộng master anh em ơi, quên 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 quên. 6 7 8 9 này. 10 này. Đấy. 9 10 này. Tăng sức sắp từ gấp đôi đấy anh em ơi, đây là tăng ngoài tăng sức đôi rồi, là x2 đam này. 9 10. À, phục hồi SD đi nhỉ? Phục hồi SD khi quái giết quái vật đi. Phải cộng master vào thì nó mới hồi máu anh em ơi. 12 chết được, trộm cộng quá 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 tay, quá tay, quá tay, quá tay. Rồi đây đây đây, phục hồi hoàn toàn HP đây anh em ơi. Đấy, có 2% cơ hội phục hồi hoàn toàn HP này. Đấy, khi đánh nhau là tự động sẽ phục hồi đầy, đầy máu luôn, không cần phải bơm máu. Đây, phục hoàn chưa chết, nhầm phục hồi hoàn toàn mana, cộng nhầm anh em ơi, phục hồi hoàn toàn SD đây rồi. Đấy, SD với máu nó rất là quan trọng. Cho mắc quinh thì cho 20 điểm mắc quinh luôn anh em ơi, 20 điểm rồi. Tăng sát thương gấp đôi này, con này là con x2 sát thương này, cho mắc quinh luôn, cho 15 điểm, 20 điểm luôn. Rồi con này là gì? Con này là xuyên giáp đây này, tăng loại bỏ phòng thủ anh em ơi. Rồi cho 20 đây, con này x3 này, RF có chiêu master này, x3 đam anh em ơi. Bao nhiêu phần trăm kia? Chắc phải tổng dư khoảng 3% nhỉ. 16 17 18 19 20. Là 3, bao nhiêu đây? 3,34% cơ hội sát thương gấp 3 lần. Ok. Có điện đóng cửa rồi. Đây, ông nào ra vã tôi thì vã đi. Vã tôi, vã đi. Vã tôi, vã đi. Vã tôi, vã đi. Vã tôi. Ai à, con hàng mắt bão này. À, đại béo à? Con hàng đại béo à? Ok đấy. Ok 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 ok. Ba bãi anh em ơi, chỗ này một bãi này. Chỗ này một bãi này, chỗ này một bãi này. Chỗ này một bãi này, chỗ này một bãi này. Chỗ này một bãi này. Chỗ này một bãi này, đi tiếp. Đi đi chỗ không người luôn. Đi. Đi. Ui dắt đàm không đi được. Đi. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Tôi đang ở đâu? Tôi đang ở đâu đây? Chuột, tôi không di chuyển được cái này. Ông nào ăn choáng tôi đây. Ui dính băng anh em ơi. Đây này, dính băng của ông DK này, sốc băng. Ghê vậy. Tiếp nào, đây là một bãi nhá, bây giờ chúng ta ra bãi tiếp theo. Có 3 bãi tất cả anh em ơi. Đầy bãi tiếp theo này. Đấy, ít người như này đi thoải mái, không lag. Đông quá. Ôm, đâm luôn này. Bảo Linh Nhi này, Bảo Linh Nhi kìa. Mới chơi này, mới chơi này, mới chơi này. Ây, lại choáng. Ây à, như vậy là phải cộng choáng thôi anh em ơi. Phải kháng choáng thôi, cũng ép bắn choáng lắm. Anh em tập trung sát bot đi. Nào đứng đây, vợ ganh à. Vợ ganh này, sờ cai 007 này, sờ cai. Đi vào đây cho bot đánh đây, sờ cai. Đây là một bãi anh em ơi, có 3 bãi nhá. Đây là một bãi này. Đây là bãi số 2 này. Đấy. Máu rơi đồ kìa. Siêu bot nhiệt đã bị tiêu diệt, nhận quà giá trị. Một con chết rồi. Tiếp sang con này nào. Bên này ra được à. Đấy rồi, siêu boss rồi, lại chết rồi này. Hôi đồ anh em ơi, ra hôi đồ, ra hôi đồ. Tôi hôi thôi, tôi không đánh nhau. Không đánh nhau, không đánh nhau, không đánh nhau. Ôi chết toài. Giờ kinh sát hại ra màn mắt bão anh em ơi. Thôi xin phép ra đây là chặn cửa đây. Chặn cửa đây, đứng lại đây, đứng lại đây. Amun ạ, à. Amun này. Amun này, Amun này. Amum này. Đấm kìa, đấm kìa. Amum. Amum. Ôi, đấm cho bạn đi từ đầu bản đồ cuối bản đồ luôn. Ra đây, bạn nào ra đây. Bạn nào ra đây. Let's go.
Đứng lại đây, đứng lại như ngay đây ông đây. Mày ông kia đâu rồi? Ơ à. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Đây rồi. Mê pha lạ. Mê pha lạ, mê pha lạ. À con nào, con nào, con nào. Quan à, quan hạng. Mê pha lạ, mê pha lạ. Nào đây. Đây 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 con hàng, con hàng ủ quản đi ạ. Toàn đi ăn boss thôi nha mọi người, tập trung đánh nhau này. Đánh nhau đi. Toàn đi thôi. Ê đồ rơi này, đấy đồ thần rơi này, như mưa luôn đây này. Đã hồi được cái gì không? Hồi được cái gì không anh em ơi? Hồi được cái gì không? Á à, chưa. Siêu quất dệt đã bị tiêu diệt, nhận quà giá trị rồi. A few moments later. Xem mình có thiếu gì nhỉ? À, mấy con hàng này đứng ở đây à? Ép à, từ từ anh em ơi, phải cộng choáng đã, kháng choáng đã, không là chết toi. Vào đây. Gặp ép, gặp DK choáng là phải cộng kháng choáng thì mới vã được. Không là chết toi. Nhanh 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 nhanh. Tăng thiết lập phòng thủ này. Ôi tận 10 điểm rồi. Đây tanh nó nhanh nhẹn đây anh em ơi. Tăng phòng thủ Wing 3 này. Đây tăng đây rồi. Ý chí mạnh mẽ anh em ơi, tăng mắc binh luôn. 20 điểm luôn. Thì mới kháng choáng được. Rồi như thế thôi. Là đủ đánh nhau rồi. Là đủ đánh nhau rồi. Đây 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 đây. Búp 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 cái nào. 3 4 nào, từ từ. Nào đây. Nào đây. Nào đây. 1m75 ạ. Chưa xong. Tôi phải búp cái đã. Chưa xong gì đã lao vào đánh cái mầm rồi anh em ơi. Đây búp 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 búp. Búp đã. Đây anh em ơi, từ từ. Búp 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 búp. Tôi búp cái đã. Ôi dồi, từ từ bình tĩnh thôi. Ông nào kia. 1m75 đã giác hại dã man bắt bão anh em ơi. Từ từ anh em ơi, cứ để tôi búp cái đã. Tôi búp xong thì vã. Không búp thì anh em này bảo là thằng này không búp. Để tôi búp cái đã. 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 Ui, hết máu, chạy chạy chạy. Hết máu, đi hút. Không kịp hút quà anh em ơi. Để cả anh kinh thế. Ông có bom phát là tôi là mất 90% máu luôn anh em ơi. Thì phép là búp mỗi thằng bố rồi. Cho nó xuyên, xuyên giáp. Này, này. DK, DK, DK. 1m75, 1m75. Ôi dồi, ép ơi, ép đánh kinh quá đi ép ơi. Vã tiếp anh em ơi. À bây giờ đi về Noria anh em ơi. Để xoay lấy cái bình sở tinh ấy nhỉ. Lấy cái bình sở tinh ra xoay cái. Rồi. Kết hợp bình thường này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cho 10 viên lên. Xoay gái. Đấy, 100 bình luôn anh em ơi. Can chuột quy. Uống một bình gái là bắt đầu lên vã nhau. Cái này là kháng gì đây nhỉ? Tốc độ vật lý cộng 20 này. Tốc độ ma thuật cộng 20 này. Lên 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 lên. Tăng tốc gì cơ? Tăng tốc độ phục hồi agi này, tăng kháng sét và băng này, tăng 20 tốc độ tấn công này, lên. Chưa ra ra bảng nữa rồi. Chưa ra ra bảng rồi. Hết máu. Không kịp luôn đi ông nào đây. Sờ kết up. Sát hại dã man bắt bão. Cứ từ từ anh em ơi, nói nó phải từ từ. Hết sức bình tĩnh. Không ăn, không ăn, không ăn. Rồi, ra đây. TNT, 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 em bắn kinh lắm. Get go. Ok rồi. Mời các bạn ra đây chơi. Các bạn chém tôi đi, các bạn chém tôi đây, các bạn chém tôi đây.
Các bạn chuyển tôi đây, các bạn chuyển tôi đây, bắn băng à? À bắn băng à? 2F à? Ui kìa, hút máu đây, hút máu đây. Hút máu, hút máu, hút máu, hút máu. Máu đâu, máu, 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 máu. Máu, máu, máu. Máu đâu? Để tôi hộ, hồi máu cái. Hồi máu cái anh em ơi. Tôi đánh con mít đi anh em ơi, đánh vượt đang là mít tôi này. Hồi máu đây, hồi máu đây. Con này hồi, hồi yếu quá anh em ơi. Tôi đánh toàn mít thôi. À, đánh rơi cái cáo bốc nguyện này. Mình chuyên. Rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, tiếp tục anh em ơi. Cú bình đi. Thích, thích đủ thứ ra đây. Em ơi. Thích đủ, thích đủ thứ này. Thích đủ thứ này. Thích đủ thứ này, thích đủ thứ này. Ôi giời, tôi đánh một người xong tới 4 5 ông ra vã tôi như là thế nào. Siêu boss ra rồi anh em ơi. Bot bot bot. Chuyển tôi, chuyển tôi. Chuyển bot thôi. Đây 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 đây. Ăn luôn. Xin phép phải tháo cái ring ra anh em ơi. Ui giời ơi, tháo cái ring ra thì lại yếu. Đeo ring vào thì lại đam bot lại mít anh em ơi. Vượt đam, vượt đam. Tháo nhỉ, tháo rồi, tháo rồi, tháo rồi nè. Tháo rồi, chuyến thôi, chuyến thôi, chuyến thôi. Chuyến thôi. Ui giời ơi, không ăn thua rồi anh em ơi. Cứ ra là chết. Công thành chiến bắt đầu anh em ơi, lên thôi. Thổ chéo lâu đài 1. Lâu đài 1. Lên. Anh em đâu? Đây rồi, đây rồi. Lên anh em ơi, vào trong, vào trong, vào trong. Lại dính băng rồi ông nào. Đây. Đấy anh em vào đi, đừng đánh băng nữa. Vào. Vào. Rồi, buông cơ một ghế đi anh em ơi, buông cơ một ghế đi. Đồng như con viên rồi. Ủa lát cung chuột rồi anh em ơi. Đi phép ấn phím G. Không kịp luôn anh em ơi. Ấn phím G rồi cho nó lát thôi, chứ máy tôi yếu quá rồi. Phím G này. Đấy rồi rồi, lên lên lên. Lâu đài 1. Đấy. Tắt bớt người anh em ơi, tắt bớt người, tắt bớt người thì mới vào được trong được. Vào. Đấy. Đỡ lag hẳn đi anh em ơi, tắt người đỡ lag hẳn đây này. Không chỉ bắt đầu rồi, 5, 4, 3, 2, 1. Cú đào vui chiến tranh đầu tiên đây, chúng ta cùng chờ xem. Chưa thấy vui nào anh em ơi, chưa thấy vui nào. Chưa thấy vui nào ăn được này. Rồi, ZQS rồi anh em ơi. ZQS đào vui phong ấn ngai vàng đầu tiên rồi, xin chúc mừng. Nhiệm vụ của các vui khác bây giờ chúng ta là phải đi tìm ghế và chiếm lại ngay vàng thôi. Búp nào. 1 búp 2 búp 3 búp. Rồi kẹp chuột lên đi. Lâu đài 1. Bắt đầu chặn cửa anh em ơi. Chặn cửa đây. Một ông lốc lốc này. Đúng đây là đánh đây. Cú sốc này. Cú sốc này. Đứng đi chậm lại. Đi chậm lại. Đi chậm lại. Đánh nhau đây thôi. Đừng có vào trong. Vào trong làm cái gì. Đấm luôn. Đấm luôn. Đấm luôn. Vâng, nhiệm vụ của tôi là đi chặn cửa anh em ơi, chặn cửa này. Chặn cửa này, đi chậm hết lại. Vâng, công thành chiến tính điểm rồi anh em ơi. Go Police là go chiếm ngay vàng cuối cùng. Và bây giờ chúng ta chờ xem vui này là vui chiếm thành lâu nhất đây. Vâng, như vậy là công thành chiến tuần này đã kết thúc anh em ơi. Vui ZQS là vui chiếm ngay vàng nhanh nhất này. Vui Police là vui chiếm ngay vàng cuối cùng và lâu nhất. A few moments later. Bây giờ chúng ta cùng đi soi đồ top 1 hiện tại anh em ơi. Đầu tiên là set đồ này. Set đồ sẽ là set 2 dòng X. Ấy khảm 5 dòng socket và ngọc socket cao nhất bây giờ đang là ngọc socket cấp 5 này. Hai vũ khí full này. Ấy khảm 5 dòng socket. Wing 3 full cộng 15 đang là cao nhất này. Pet cộng 2 đang là cao nhất anh em ơi. Pen cấp 3 cộng 4 đang là mắc pin nhất này. Ring cấp 2 cộng 15 đang là cao nhất và một cái ring xương. Ring xương này anh em có thể thuê trên các shop nhá. Tip X đây này. Đây thuê bằng điểm WeCoin này, 300.000 WeCoin một ngày. Anh em có thể thuê 7 ngày hoặc 30 ngày. Ngoài ra anh em có thể sử dụng điểm Goblin nhá. Cũng thuê được, item thuê này. Đấy, nhẫn cốt rồng này, 300.000 Goblin một ngày, 7 ngày hoặc 30 ngày. Ngoài việc chúng ta sử dụng cái nhẫn cốt rồng này ra thì chúng ta sẽ sử dụng một cái ring full thần phép thuật cộng 15 anh em ơi. Đấy, thì cái ring cốt rồng này nó sẽ mạnh hơn cái ring này một chút thôi. Khi nào anh em cần PK, cần đi công thành chiến thì chúng ta sẽ thuê để tiết kiệm. Bây giờ chúng ta cùng đến với bảng cộng điểm này. Sức mạnh mình cộng 10.000 này. Nhanh nhẹn cộng 5.000. Thể lực mình cộng 30.000. Và năng lượng mình cộng 5.000. Tại sao cộng 30.000 thì ở đây nó lại là thể lực nó lại 45.000. Tại vì chúng ta đang mặc đồ socket anh em ơi. Mặc đồ socket thì có cái viên socket đất kìa. Nó sẽ tăng point thể lực cho chúng ta. Đây là bảng master dành cho RS. Anh em có thể tham khảo. Để mà cộng được điểm master của RS bảng này thì chúng ta bắt buộc phải có cái vũ khí anh em nhá. Phải có 5 đấm. Ăn bấm này không được nhá, anh em sẽ gõ lệnh này về thợ rèn. Đấy, về thợ rèn này.
và chúng ta sẽ mua ở tại cái thằng thợ rèn này nhá. Chúng ta sẽ mua 5 đấm này thì chúng ta mới cộng được vào điểm master đấy được. Đây ví dụ nhá, ví dụ mình bật lên này, mình cộng này 10 điểm này. Đấy thì ở đây sẽ không sáng em ạ. Tại vì sao? Thì tại vì đây là cái skin của vũ khí. Và cái vũ khí này chúng ta không đúng cái skin đấy. Chúng ta cần tháo này xuống này. Đeo hai cái vũ khí shop mua lên này. Và chúng ta bật phím A lên. Đấy, bây giờ nó sẽ sáng này và chúng ta sẽ có thể cộng được. Tiếp tục là chúng ta sẽ đến với tu chân danh hiệu Mắc Bình hiện tại. Anh em tích vào phím M này hoặc là F9 trên bàn phím này. Chúng ta vào phần tu chân. Đấy, tu chân cao nhất bây giờ đang là tu chân cấp 10 anh em nhé. Bật tắt hiển thị này. F9 phát nữa này. Sang phần danh hiệu. Danh hiệu cao nhất bây giờ đang là danh hiệu level 15 thượng úy này. Bật tắt danh hiệu. Và nhân vật của chúng ta hiện tại bây giờ đang là Mắc Binh, tu chân danh hiệu hiện tại. Và hầu như tất cả anh em đều Mắc Binh anh em ơi. Nhiệm vụ của anh em là chúng ta sẽ đi cày ngọc anh em nhé. Cày trên map arena này, săn boss này, đi Blood Devil này. Và chúng ta sẽ có những viên ngọc như này và chúng ta sẽ đẩy lên ngân hàng này nhé. Và sau đó chúng ta sẽ đi qua map Norensia để chúng ta đổi ngọc giác này ra điểm WP. Chúng ta sẽ lấy ngọc ra này, phím V này, phím N này. Bây giờ mình sẽ sử dụng đá nguyên thủy để đổi ra điểm WP anh em nhé. Anh em sẽ lấy ra 60 viên này. Cho đầy cái ô này đi. Đây, đầy 64 ô này nhé. Và bây giờ chúng ta ấn phím X lên. Đây là điểm WP chúng ta này, 206.000. Bây giờ chúng ta cùng đổi này. Cho tích vào đây thôi này. Đấy, tự động nó sẽ đổi 64 viên ngọc trong cái ô này để đổi ra được 6.400 điểm WP. Bây giờ chúng ta sẽ ấn phím X lên này. Điểm WP của chúng ta bây giờ đang là 212.798. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.